Tử vi thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 12 tháng 2 năm 2024 âm lịch, ngày giáp thân, tháng đinh mão, năm giáp thìn, xung ngày mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tí xung tháng ất dậu, quý dậu, quý tỷ, quý hợi thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương? Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn 1. Tuổi tí ngày 21 tháng 3 năm 2024 tí dậu tương phá gây cản trở không nhỏ cho vận trình ngày thứ năm này của tuổi tí điềm báo tử vi cho thấy xuất hiện kẻ tiểu nhân phá hoại công việc của bản mệnh, tý có thể đương đầu với những lời đồn đoán thị phi bạn càng nóng này càng dễ bị cuốn vào đó tạo cơ hội cho kẻ xấu bày mưu tính kế để gây thiệt hại đáng kể cho bạn lời khuyên cho tý là cần phải hết sức thận trọng tránh tham gia việc bao đồng mà nên tập trung vào công việc của mình thôi bạn cũng nên cố gắng giữ bình tĩnh có như vậy mới đủ sáng suốt để phán đoán tình huống khi cần thiết tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân bù lại kim sinh thủy nên chuyện tình cảm của người tuổi này khá hài hòa cũng giúp con giáp này vơi bớt nỗi buồn khi công việc khó khăn tình yêu đôi lứa yêu thương thắm thiết tiếp thêm động lực cho bản mệnh phấn đấu nhiều hơn vượt qua mọi thử thách để đem tới những điều tốt đẹp nhất cho người thân yêu giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, đen. Xanh ra trời quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Hai, tuổi Sửu ngày 21 tháng 3 năm 2024 nay là ngày Tam hợp Thái Tuế nên tuổi Sửu được dự báo gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp, vận trình thăng tiến không ngừng con đường phía trước đang rất rộng mở với con giáp này. Nếu làm tốt những trọng trách hiện tại, bạn có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, nhận được sự ngưỡng mộ và nhìn nhận của cả tập thể. Công việc xuân sẻ kéo theo tài chính cũng có nhiều khởi sắc, người làm công ăn lương có thể hoàn toàn yên tâm với mức thu nhập và các khoản thưởng hoa hồng hiện tại. Với riêng người làm kinh doanh bạn sẽ cần kiên định hơn trong những chuyện liên quan tới tiền bạc tránh bảo thủ dẫn tới mắc sai lầm trong đầu tư khiến tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được trong tích tắc đã không còn giữ được trong tay nay các mối quan hệ nhân duyên của bạn cũng khá thuận lợi nhờ thổ sinh kim tình cảm bạn bè đồng nghiệp thuận hòa đúng như những gì mà bạn mong muốn bản mệnh trở nên vui vẻ cởi mở hơn với mọi người và đấy là lý do giúp con giáp này kết nối tốt hơn, nhận được sự giúp đỡ đúng lúc cần. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3 tuổi dần ngày 21 tháng 3 năm 2024 tuổi dần gặp hung tinh kiếp tài trong ngày thứ năm này nên nguy cơ mất tiền khá rõ. Thiếu thận trọng trong tính toán khiến bạn phải trả cái giá không nhỏ. Những việc đã xảy ra rồi thì cũng chớ nên than vãn vì không thể thay đổi được gì. Thay vào đó bạn nên tìm cách khắc phục sai sót, kiếm lại những gì đã mất. Vận may không có nhiều ngày này bạn tốt nhất nên tránh khởi sự những dự án mới đặc biệt là tránh tiến hành đầu tư lớn hoặc mua sắm trong ngày hôm nay để hạn chế tiền đã mất còn hao hụt nhiều hơn đi đâu cũng nên chú ý bảo quản tài sản của mình để tránh bị lừa đảo cướp giật móc túi vì ngũ hành mộc kim tương xung nên vận trình tình duyên có phần chắc trở lận đận không được như bản mệnh mong muốn các cặp đôi đang yêu hay đã yên bề ra thất cũng đều còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải. Những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người. Giờ tốt, một giờ 13 giờ màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu quý nhân phù trợ, mão tuất, hợi. 4 tuổi mão ngày 21 tháng 3 năm 2024 cục diện tương xung án ngữ trong vận trình ngày mới của người tuổi mão dự báo công việc của bản mệnh có thể gặp chút rắc rối và phiền phức cũng bởi chính sự bảo thủ của bạn gây ra. Con giáp này tuy là người thông minh, tài giỏi nhưng nay lại có phần cố chấp, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người mà khăng khăng tự làm theo ý mình tuy nhiên không phải lúc nào suy nghĩ của bản thân cũng đều hợp lý như hôm nay là một ví dụ phán đoán chủ quan của bạn đã không lường trước được những rủi ro tiềm ẩn đến khi sự cố ập tới thì không kịp xoay sở cũng vì thế mà gánh hậu quả đáng tiếc bản mệnh nên đặt lợi ích chung hàng đầu đừng chỉ quan tâm tới cái tôi của mình xem tử vi chính xác nhất chuyện tình cảm hài hòa nhưng tuổi mão nên dành thời gian đầu tư cho đời sống tình cảm thay vì suốt ngày cắm cúi vào công việc. Dường như thời gian này bạn đang quá tập trung vào công việc mà sao nhãng những mối quan hệ khác trong cuộc sống, dần dà đôi bên sẽ cảm thấy gượng gạo và xa cách với nhau. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, xanh ngọc, xanh lá cây quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hởi. Nam, tuổi thìn ngày 21 tháng 3 năm 2024 với sự tương trợ từ cục diện lục hợp, người tuổi thìn đón một ngày vượng vận khí, rất nhiều tin tốt lành sẽ đến. Các mối nhân duyên trong ngày hài hòa, tinh thần của thìn cũng thêm phần phơi phới, nhìn đâu cũng thấy thuận mát, làm việc gì cũng hăng hái và đạt được kết quả mỹ mãn. Ngày này bạn có thể phát huy năng lực bản thân mạnh mẽ được cấp trên ưu ái nâng đỡ trao cho những trọng trách mới tuy quá tình ban đầu khó tránh có chút áp lực nhưng đây chính là bước tiến tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh nên hãy cứ mạnh dạn đảm đương và vận dụng các kiến thức kinh nghiệm sẵn có của bản thân nay còn là ngày may mắn ở phương diện tình cảm của tuổi này đường tình duyên nở rộ các mối quan hệ thăng cấp nhanh chóng được cả gia đình và bạn bè ủng hộ tán thành, nếu còn độc thân, bạn nên tham gia các hoạt động xã giao để mở rộng mối quan hệ. Nếu được người khác sát mối tình cảm thì cũng đừng vội từ chối. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cát tường, xám. Cà phê quý nhân phù trợ, thân, giàu, tí. 6 tuổi tỵ ngày 21 tháng 3 năm 2024 người tuổi tỵ hoàn toàn có thể tự tin triển khai các kế hoạch quan trọng của mình trong ngày tam hợp cục hậu thuẫn. Đường công danh sự nghiệp có nhiều tín hiệu tích cực. Công việc tuy vất vả song nhờ tinh thần trách nhiệm cao cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đã được cấp trên đánh giá cao và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn cát khí trong ngày còn giúp đường tài lộc của những chú rắn khởi phát vô cùng. Đặc biệt sẽ có lợi cho người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi. Nhờ đó, tiền bạc thêm phần dư dôi, bạn cũng có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới. Kim hỏa xung khắc có thể làm giảm bớt niềm vui trong ngày của tỷ khi chuyện tình cảm còn lắm nỗi chuân chuyên. chuyên các cặp đôi dễ nảy sinh tranh cãi, không có nhiều thời gian dành cho nhau nhiều như trước nữa. Người độc thân có vẻ vẫn chưa thoát được khỏi nỗi đau quá khứ nên cần thêm thời gian để tĩnh lặng lại trước khi đón nhận hạnh phúc mới đến với mình. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, tím. Đỏ quý nhân phù trợ, sửu, thân, dậu. 7, tuổi ngọ ngày 21 tháng 3 năm 2024 tuổi ngọ gặp được thực thần nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Nếu con giáp này có ý định chuyển việc hoặc mở rộng kinh doanh thì gặp khá nhiều may mắn. Cơ hội trao tay chỉ cần bản mệnh nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được. Những người làm dịch vụ cũng tìm được thêm nhiều khách hàng tiềm năng nhờ tài thuyết phục khéo léo của mình với công việc cố định bạn có cát thần bảo trợ nên mọi việc diễn tiến suôn sẻ và thuận lợi dù đôi khi vẫn có vấn đề bất ngờ nảy sinh nhưng bản mệnh không phải chịu quá nhiều sức ép từ cấp trên cũng bởi con giáp này có bản lĩnh vững vàng biết cách đối mặt với thử thách nên dù có bất chắc xảy ra nhưng vẫn kiên tâm bền trí không chút hoang mang chuyện tình cảm của ngọ trong ngày này lại không được suôn sẻ một bề như công việc. Mối quan hệ không mấy vui vẻ khi mâu thuẫn và xung khắc giữa con giáp này với nửa kia của mình xảy ra liên miên. Hai người không chịu nhường nhịn, ai cũng nghĩ mình là người hy sinh nhiều nhất. Dường như cái tôi cá nhân quá lớn thì khó có thể giải quyết được vấn đề. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, cam vàng quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. tuổi mùi ngày 21 tháng 3 năm 2024 người tuổi mùi nếu theo nghiệp kinh doanh có thể sẽ đón kha khá vận may trong ngày có sự xuất hiện của thiên tài như hôm nay. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ, mang về cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào. Lợi nhuận thu về không ngừng tăng. Bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh cho mình. Các công việc còn lại cũng tiến triển thuận lợi. Chỉ cần con giáp này luôn duy trì được khả năng tập trung cao độ. Nỗ lực hết sức cho công việc. Đừng để vai cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mình thì nhìn chung mọi chuyện không có gì phải lo lắng. Xong làm việc gì cũng đừng quá mong cầu kết quả cứ bình tĩnh vì thời gian sẽ hồi báo cho bản mệnh. Ngày này có có ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú dê khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều đang rất tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm, với bớt cảm giác cô đơn. Giờ tốt, nhưng giờ 7 giờ màu sắc cát tường. Xám. Nâu quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. Chín Tuổi thân ngày 21 tháng 3 năm 2024 tử vi 12 con giáp nói được chính quan chiếu mệnh, tử vi ngày mới dự báo tuổi thân có thể được quý nhân soi đường. Vận trình công danh nhờ vậy có cơ hội thăng tiến không ngừng. Bản thân con giáp này không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Tham vọng mạnh mẽ dẫn đường bạn tới gần hơn với mục tiêu của mình. Cũng trong ngày này, đường tài lộc của thân còn có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu nhờ may mắn đến từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này trang trải cuộc sống, đặc biệt là để chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình chuyện tình cảm của những chú khỉ cũng không có gì phải lo lắng tình yêu giúp cho bản mệnh như được tiếp thêm năng lượng tinh thần vui vẻ lạc quan cuộc sống có thêm rất nhiều trải nghiệm thú vị nửa kia luôn ở bên cạnh và trở thành nguồn động lực giúp bản mệnh cố gắng và phấn đấu nhiều hơn giờ tốt 23 giờ 1 giờ màu sắc cát tường, vàng, bạch kim quý nhân phù trợ, tí, thìn, tỵ. Mười, tuổi dậu ngày 21 tháng 3 năm 2024 cục diện dậu dậu tự hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi dậu có những suy nghĩ luẩn quẩn, bất an, làm việc gì cũng giang giờ chính cảm giác bồn chồn đứng ngồi không yên khiến bạn khó có thể tập trung vào công việc hiện tại lời khuyên cho con giáp này là hãy hành động và dừng việc suy nghĩ lại đi tâm trạng của bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn đấy thiên quan tác động là tín hiệu không mấy vui vẻ với dậu trong hôm nay bạn có thể gặp rắc rối từ những thông tin sai lệch hay lời nói bị hiểu sai ý thậm chí bạn còn có thể vấp phải sự phản ứng gay gắt từ người khác hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình trong tình cảm có vẻ con giáp này cũng không được may mắn cho lắm trong hôm nay hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau cơn ghen tuông lấn át lý trí vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cát tường, trắng, bạc quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. 11 tuổi tuất ngày 21 tháng 3 năm 2024 ngày tuất dậu tương hải, người tuổi tuất đương đầu với không ít khó khăn trong ngày này. Điềm báo thị phi rình rập bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử con giáp này nên từ tốn khi giao tiếp với người khác đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người đối diện phương diện tài lộc cũng không được thuận lợi lời khuyên dành cho tuất ở thời điểm này là không nên quá tin tưởng vào những lời mời dụ của người khác Lúc này sẽ là tốt hơn cả nếu con giáp này tin tưởng vào chính kiến riêng của mình. Ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể là sự tham khảo tạm thời mà thôi. Dù là ngày ngũ hành tương sinh nhưng là quan hệ sinh xuất nên gia đạo vẫn còn nhiều bất an, vợ chồng bất đồng. Cãi vã với nhau, tuổi này không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, có như vậy mới có thể sớm tháo gỡ khúc mắc giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cát tường, vàng. Xám quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. tuổi hợi ngày 21 tháng 3 năm 2024 trong ngày chính ấn xuất hiện, người tuổi hợi có thể sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình. Nhờ một vài điều chỉnh bạn có thể tìm ra phương pháp hợp lý để tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải quyết định táo bạo của bạn đã vấp phải không ít sự nghi ngờ từ mọi người nhưng giờ thì kết quả là minh chứng cụ thể nhất rằng bạn đã đúng vận may tài lộc của con giáp này cũng sẽ tới bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng bản lĩnh kiếm tiền ứng biến linh hoạt trước những biến động thị trường nhờ vậy mà lợi nhuận thu về cũng rất khả quan người làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương hoặc khen thưởng vì những kết quả tích cực và công sức bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua này kim thủy tương sinh vận đào hoa của người độc thân khởi sắc bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ kết giao với nhiều đối tượng phù hợp quan trọng là bạn muốn trao trái tim cho ai mà thôi những người đã có đôi có cặp nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn bất đồng trước đó Ngày càng hiểu nhau hơn Giờ tốt Những giờ bảy giờ màu sắc cát tường Đen, xanh dương quý nhân phù trợ Sửu, dần, mùi